Chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 24/4/2022 nha Nam. Mình có lời dự kiện của anh Vũ để giới thiệu với Nam 15 hoa mai ha. Trong đó có một hoa mai thứ quý và 14 hoa mai vàng nha Nam. Mình qua sáng hôm nay anh Vũ lên hàng khá bự để phục vụ cho anh em ha. Nghe thông tin là giá mềm nha Nam. Hàng 60 mấy 70 hoành 2-3 cây ha. Đặc biệt có cây số 1 mai vàng siêu phẩm anh em. Cũ như cũ xứ ha. Cũ như cũ tỏi nha Nam. Quả dữ. Cây số 1 quá đẹp nha Nam. Đây những cây thôi 6 mấy 70 hoành giá sinh viên ha. Lùng lực hoành 6 mấy 70 luôn nha Nam. Giá mềm. Đủ mặt hàng cho anh em lựa luôn ha. Anh ưng ưng cây nào nón xe nữa vô chim khách trên Vũ nha Nam. Quá đẹp. Rồi anh vô coi. Mình nhắc lại số điện thoại đi anh Gọt. Rồi số điện thoại con Vũ, cái bộ sông góc trái màn hình thì chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha Nam. Đó là cây số 1, thì mai vàng. Đấy đặt cụ xứ ha. Mã số 1 là mai vàng nha Nam. Mã số 1 là mai vàng. Quá dữ. Để như quả dữ anh em ơi. Mặt ở đây nè, mừng tượng như con thú nha anh em ha. Mặt thú ha, hai giò nó bỏ có đuôi anh em thấy không? Ok. Nói chung cây này mình chơi cây này mặt tiền thì có một mặt tiền, mặt này chơi mặt tiền là hợp lệ hết em. Ok anh Ruột. Cây này nó vô cây cổ già nó luôn cũng có chân nha anh em. Đấy này anh em thấy trong hình đi chứ ở ngoài nhìn nó khủng khiếp lắm nha anh em. Rồi, anh lấy hai vân tay anh ôm cho anh em ta hình dung với anh Ruột. Đó, hai vân tay anh Vũ ôm nó không thấm mấy nha anh em. Ngoài bự lắm ha. Anh em nhìn thấy hai ba tay đưa vô gì lên nhìn thấy ngoài khủng khiếp rồi ha. Đó. Anh em dạy dạy vô rồi biết rồi ha. Cây này mình cắt từ sau cho anh em ha. Nếu anh em giờ muốn cắt hai đợt thì cắt ha. Anh em chơi cắt gì vừa cắt cũng được đấy anh em. Ok. Quá đẹp. Rồi cho thông số cây mã số 1 đầu tiên luôn gục đây. Cây mã số 1 là cây mai vàng nha Nam. Cây này nó vô cũng đóng thành cây cổ rồi anh em. Ok. 45 bình thăng nha Nam. Bình thăng là 45. Cục nó đặt 1,5 lít. Ok. Rồi cây mã số 1 giá xanh gục coi. Cây mã số 1 này mình trình lưu với anh em giá của nó là 15 triệu 500 ha. Rồi cây mã số 1 giá của nó là 15 triệu 500 nha anh em. Bao. Cái này báo cho anh em cái lưỡi sao nó có cái lũa nè. Tại chú vườn ta hồi đó người ta không có chắc keo á. Cái này thì chỉ nhỏ không có gì hết nè. Rồi trên đây trên đầu nó có cái thẹo sành nha anh em. Nó thì cũng gọi cho anh em xem ha. Thì nó cái buôn bán tại cây mắc tiền nó báo cho anh em ha. Đúng rồi. Cái này đúng chơi anh em về cắt hai sợi xuống dắt nó mới đẹp thế anh em. Ok. Chơi cái cũ thôi ha. Cái cũ này chơi trồng còn bằng thế anh em. 1,5 mét ha. Rồi. Nhắc lại cái mã số 1 giá nhiêu anh Gù ơi? Rồi cây mã số 1 là giao lưu với anh em giá nó là 15 triệu 500 ha. Rồi cây mã số 1 giá nó 15 triệu 500. Thôi xếp này mọi miền tôi quá. Rồi tiếp theo cái mã số 2 của cây mai vàng nha anh em. Cái này giá sinh viên cho anh em về ghép vui chơi trải nghiệm nha. Cái này là đâm hết lúa nha anh em. Mai vàng. Tất cả là cây nguyên ghi thế nè. Anh em nhìn bầu bì nghiêm chỉnh ha. Sập đây. Đấy này nó còn xuống nữa nha anh em. Ok. Đóng lên ha. Rồi thông số hay nè. Rồi cho thông số lên gục đây. Mã số 2. 26 quần thăng nha anh em. Quần eo là 26. Cái bài đặt của nó là 42 ha. Bài đặt là 42. Chiều cao là 46. Chiều cao 46. Đường kính vào 38. Đến vào 38. Rồi cây mã số 2 này giá xanh gục ơi. Rồi cây mã số 2 này giao lưu với anh em giá cũng là 1 triệu 8 ha. Rồi cây mã số 2 với 1 triệu 8 rõ. Rồi tiếp theo mã số 3 nha Nam. Mã số 3 cây mai vàng có bên xài lùm lực nha Nam. Cái đĩa cũ dữ lắm nha Nam. Cũ là 2 cái tay bóp là dư gì nè nha Nam. Quá gực gỡ ha. Đấy nó là thứ vị luôn nha Nam. Cây này cũng cho bên xài ha. 1, 2, 3 đọc ha. Ok anh gục. Rồi cho thông số luôn gục ơi. Mã số 3 mai vàng cũ đặc. Rồi hai đứa cho anh em đi ha. Ok. Ngang đây là 35 này anh em. Qua neo 35. Rồi xuống xuống đây là mặt cái lên mặt chậu nữa ha. Lên mặt chậu của nó là 48 nha anh em. Lên mặt chậu là 48 ha. Mình lên chậu là 48. Cú đặt của nó là 65 nha anh em. Cú đặt là 65. Chiều cao nó 45. Chiều cao 45. Được 40. Được 40. Rồi cái mã số 3 này giá xanh gục ơi. Rồi cái mã số 3 này giao lưu với anh em giá của nó là 3 triệu 8 ha. Rồi cái mã số 3 với 3 triệu 8. Rồi.
Rồi tiếp theo mã số 4 nha anh em. Mã số 4 phong mai vàng có bonsai lùng lực cho anh em. Để đẹp nha. Chơi đẹp nha. Bóp vót luôn rồi nè. Mới gực gỡ. Rồi, thông số lên ruột đây, mã số 4. Năm mươi bốn hoàn thành nha anh em. Quần eo 34. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Đường kính màu 44. Đường kính màu 44. Rồi cái mã số 4 là giá xanh gục coi. Rồi cái mã số 4 là giao lưu với anh em, giá cũng nó là 3.2 ha. Rồi cái mã số 4 với 3.2 nha anh em. Rõ. Rồi tiếp theo mã số 5 cái mai vàng nha anh em. Cái là giá sinh viên cho anh em ghép vui chơi trải nghiệm luôn nha anh em. Bóp giọt hay nào? Bóp giọt ha. Để sổ luôn nha anh em. Ok được. Giá sinh viên luôn. Để anh em nó coi điều có chơi hay nè. Đây là anh em cọc vào bo tết chơi được gỡ ha. Ok. Rồi cho thông số lên gọi coi. Mã số 5. Mai vàng. Mình thân đo ngay vị trí trên đây là 35 này nha anh em. Mình eo nhỏ nhất là 35. Chiều cao nó là 52. Chiều cao 52. Được cái màu 40. Được cái màu là 40. Rồi cái mã số 5 giá xin gọi coi. Cái mã số 5 này cho luôn cho nên giá cũng nó chỉ 1.7 rồi ha. Rồi cái mã số 5 với 1.7 nha anh em. Rõ. Rồi tiếp theo cái mã số 6 nha anh em. Mã số 6 cái mai vàng quái nha. Lùng lực. Để lên gấm năm từ ngủ phút luôn nha anh em. Góp gió ha. Cái này đủ từ anh em chơi thoải mái ha. Để nó quái lắm nha anh em. Rồi thông số lên ruột coi. Cao 4 một thăng luôn nha anh em. Mình thăng là 34. Cao 49. Chiều cao 49. Là 42. Đến mà 42. Rồi cái mã số 6 này giá xong rồi coi. Rồi cái mã số 6 này xin lưu cho anh em giá cũng là 2.8 ha. Rồi cái mã số 6 với 2.8 nha anh em. Rõ. Rồi tới hai mã số 7 nha anh em. Mã số 7 cái mai vàng giá sinh viên ha. Đây là pop bonsai đáy bài nha anh em. Một bo hai bo là mình chơi vượt lỡ luôn ha. Đây nó có một nhỏ nha anh em. Đâu. Nhỏ này nè. Không thấy tốt ha. Rồi cho thông số luôn. 27 hoàn thăng nha anh em. Mình neo là 27. Chiều cao 47. Chiều cao 47. Đường kính màu 39. Đường kính màu 39. Rồi cái mã số 7 này giá sao rồi coi. Rồi cái mã số 7 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 1.4 thôi ha. Rồi cái mã số 7 với 1.4. Rõ. Rồi tiếp theo cái mã số 8 nha anh em. Mã số 8 cái mai vàng dán siêu xù chảy chính hiệu nha anh em. Cái này khách chốt mà để lâu quá mình xin giao lưu lại đem này để giá sinh viên cho anh em chơi luôn ha. Ok. Mà không chốt mà không kêu gửi địa chỉ hoài, thứ hoài kỳ quá. Em giao lưu lại với em luôn. Ok, rồi. Rồi, thông số luôn. 40 quần thăng nha em. Quần eo là 40. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Chiều cao đi chung ca là 65. Chiều cao đi chung ca là 65. Rồi cái mã số 8 này giá sao gục ơi. Rồi cái mã số 8 này giao lưu với em giá nó là 3.5 ha. Rồi cái mã số 8 với 3.5. Rõ. Rồi tiếp theo mã số 9 nha anh em. Mã số 9 cái mai vàng. Cái mai vàng nó đang sụ luôn nha anh em. Sụ hết dưới gốc rồi luôn ha. Cái này là đặc biệt nó có cái con thú chui vô mình mẹ nha anh em. Đâu. Hả? Đúng rồi anh em, con thú nó chui vô luôn nè ha anh em. Nó sụ luôn nha anh em, nó sụ luôn ha. Anh em thấy không? Mấy nó nè. Hai giò hai cái đuôi nó chui vô trong bụng mẹ này ha. Nó quái vậy nè. Trước này ha. Con mẹ nó là hai giò nó quỳ xuống luôn nè ha. Ok anh gục. Quá dữ. Cái này cũng khá bự lắm nghe nè. Anh em thấy không? Cái bóp vô gì cũng biết nữa nha. Quá đẹp. Rồi cho anh em thông số lên gục coi. Cây mã số 9 vẫn là cây mai vàng nha anh em. Cũng chui vô mình mẹ nghe nè. Ok. 44 mình thăng nha anh em. Mình thăng là 44. Cũng phải nặng 100 nha anh em. Chiều cao là 60. Chiều cao là 60. Đến vào 49. Rồi cái mã số 9 này giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 9 này xin giao lưu với anh em giá cũng nó là 4.8 ha. Rồi cái mã số 9 giá 4.8 nha anh em. 4.8 bao ship anh em mọi miền cho quắc luôn ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo cái mã số 10 nha anh em. Cái mã số 10 cái mã vàng một cốt ha. Để đặt nha anh em. Thăng lực cây ha. Đường kính
cái củ nó như là củ sứa luôn đó nghe nè. Quá gực gỡ ha. Đây này không là không cây dù, mấy cây dù nó ngâm cây ngoài bự lắm nghe nè. Quá lực. Có cục đế nè. Tại bóp vô là không có xin dây luôn nghe nè. Ok anh gục. Quá dữ. Nếp nè. Đã sạch luôn hết nè. Cây này như cây khới găng vậy đó nghe nè. Mình mấy nó già đi gùng 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 nó luôn cục chưa ha. Rồi cho thông số luôn gọi coi. Còn neo là 42. Đường kính bầu là 53. Đường kính bầu 53. Bề đặt nó là 92 nha anh em. Bề đặt là 92 nha anh em. Chiều cao nó là 125. Chiều cao 125. Rồi cái mã số 10 này giá sao anh gục ơi? Rồi cái mã số 10 này giao lưu với anh em, giá của nó là 6.2 ha. Rồi cái mã số 10 giá 6.2. Bao ship này mọi miền Tây Quốc nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo cái mã số 11 nha anh em. Mã số 11 em mai vàng cái bonsai lùng lực sumo nha anh em. Mập lùng ha. Ai dựng. Tao lấy hai tao ốp cái cây cánh gột rồi. Anh em hình dung nha nam, ngoài bự lắm nha anh em. Lực cây ha. Quá dữ. Rồi cho thông số luôn gột coi. Mã số mai 11 vàng lùng lực nè. Mai vàng lùng lực. Thế đẹp. Kém mềm. Thế thì em khỏi nói rồi ha, tắt ra ha. Ok. 57 quả thân nha anh em. Quả neo là 57 nha anh em. Chiều cao nó là 52. Chiều cao 52. Đường kính bầu là 56. Đường kính bầu 56. Rồi cái mã số 11 này giá sao anh gục ơi? Rồi cái mã số 11 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 12.800 ha. Rồi cái mã số 11 giá cũng nó là 12.800. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc nha anh em. Rồi rõ. 60 quành mà giá này đâu kiếm ra anh em ơi. Rồi tiếp theo cái mã số 12 nha anh em. Mã số 12 phong bonsai lùng lực. Khá quái nha anh em. Mẫu này lạ ha. Quành 70 mấy nha anh em. 70 mấy quành ha, giá sinh viên anh em ơi. Đây nè anh em lợp ra quái lắm anh em. Đây lợp màu đầy ha. Anh em nhà vườn này thâu mấy cái này đi chợ gỡ nha anh em. Đây nè anh em tưởng tượng cho mình như là cái bình tích sâu gan vậy đó nha anh em. Nghe không? Ở sau đây ta cần nó đóng đủ hết ha. Chứ này nó có cần ra quái lắm nha anh em. Một cây nha anh em, liền lạc anh em ha. Không có thèm dính gì luôn nha anh em. Cây này anh em lợp mấy ngắn mấy dài đẹp lắm nha anh em. Quá đẹp ha. Quá trời cây nè, đây gần 70 quạch nè ha. Đi ghim nha nè. Rồi, cho thông số luôn gục coi, mã số 12. Còn cái điều nhỏ nhất của nó là nha nè. Ok. Cái điều nhỏ nhất của nó là 67 đó nha nè. Cái nhỏ nhất là 67 nha nè. 67 quạch nha nè. 67 quạch nè, nhỏ nhất. Chiều cao nó là 64. Chiều cao 64. Đường kính bầu nó là 55. Đường kính bầu 55. Rồi cái mã số 12 giá xanh gột ơi. Rồi cái mã số 12 này mình xin giao lưu với anh em giá nó là 11.500 ha. Rồi cái mã số 12 giá nó là 11.500. 11.500 cũng phải bao ship lên mọi miền Tổ quốc luôn nha anh em. 70 quành ha nè. 70 quành mà giá này bao anh em thị trường ha. Bên em săn mua dưới đất mới có cái giá này nha anh em. Nếu mà bứng lên bờ rồi không ai bán giá này luôn nha anh em. Rồi. Giá xin nhắc lại là 11.500. Rõ. Rồi tiếp theo cái mã số 13 nha anh em. Mã số 13 cái mai vàng một cốt nha anh em. Để đặt ha. Cái này phun tràn dù nha anh em. Phun tràn dù. Cô đế sổ cái bao cũng tắt đó nha anh em. Cô đế đẹp rồi nè. Cái này phun tràn dù nha anh em. Cô đế này sổ tới dưới bầu luôn đó nha anh em. Rồi cho thông số luôn gục coi. Rồi hai đứa nghe đọc cho em trên trước đi ha. Ok. Cái này là 38 nè anh em. Còn em nhất là 38 nha anh em. Cái này mình do là ngay đầu đế nè nha anh em. Rồi. Cái đầu đế nó là 44 nè ha. Hoành lên chậu là 44 nha anh em. Đường kính bầu nó là 41.
Rồi cái màu là 41. Cho nó 1,5 m nè. Cho 1,5 m. Ở cái mã số 13 này giá xanh gọt ơi. Rồi cái mã số 13 này cho luôn với em, giá của nó là 4 triệu ha. Rồi cái mã số 13 cho 4 triệu. 4 triệu bao ship anh em mọi miền Tổ quốc nha anh em. Rồi rõ. Rồi tiếp theo cái mã số 14 nha anh em. Mã số 14 cái mã vàng quái nha. Dáng hơi siêu nhẹ nha anh em. Quá quái. Cụ đế nó là Coxia luôn nha anh em. Coxia luôn ha. Cái này anh em có thể làm là cho nó bay xuống nữa được nha anh em. Để nó có cái đế hậu nghe, nó chịu nghe. Ok. Cái cây mà dán siêu dán bay mà có mấy con đế này làm biết những chuyện như nào anh em lật dựng vũ rồi nha. Cái cây này mình chơi sao mình mượn trưởng anh em hướng dẫn cho anh em cái này gục quá. Nó đẹp hay nào thông số luôn, thông số luôn gục coi. 41 mình thăng nha anh em. Mình thăng là 41. Đường kính bầu là 49. Đường bầu là 49. Chiều dài đường kính bay của nó là 112. Chiều dài đường kính 112. Rồi cái mã số 14 này giá xanh gọt ơi. Rồi cái mã số 14 này xin giao lưu với anh em, giá của nó là 4,9 triệu nha. Rồi cái mã số 14 với 4,9 triệu nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo cái mã số 15 nha anh em. Mã số 15 cái mai già, cây mai tứ quý với 4 mùa qua nở nha anh em. Mã số 15 là phong mai tứ quý nha anh em. Giá xin duyên cho anh em về tập chơi hay chọc lo ghép ha. Rồi cái mã số 15 không ai tứ quý giá sinh viên cho anh em về ghép vui chơi trải nghiệm nha anh em. Cho anh em là đam mê ít lúa luôn ha. Rồi thông số luôn gọt ơi. 31 rồi thăng nha anh em. Qua neo là 31. Được cái bầu 46. Chiều cao nó là 125. Chiều cao 125. Rồi cái mã số 15 này giá sinh gọt ơi. Rồi cái mã số 15 này cho luôn với anh em, giá cũng nó là chỉ 1,8 triệu thôi ha. Rồi cái mã số 15 với 1,8 triệu nha anh em. 1,8 triệu bao ship anh em mọi miền Tổ quốc luôn ha. Rồi cái mã số 15 cũng là phong mai tứ quý cuối cùng của clip ngày hôm nay nha anh em. Anh em nào ưa hết cái nào là hãy trực tiếp danh vũ là số 0907914218 nha. Anh em nào yêu quý Hiệp Chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có thêm được săn cây đi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.